Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến dự và chung vui trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 24, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Những năm qua, khu dân cư 24 phường Hòa Xuân đã phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ban công tác mặt trận khu dân cư bám sát địa bàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Nhiều mô hình hay cách làm thiết thực được người dân triển khai như ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, khu dân cư không rác. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những kết quả của khu dân cư 24 đạt được trong thời gian qua, đồng thời thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của Đà Nẵng. Để đạt được những mục tiêu đề ra, thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị khu dân cư 24 nói riêng và phường Hòa Xuân nói chung tiếp tục tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho mặt trận phát động để chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh. Lần thứ 20 là chúng ta bắt đầu tổ chức cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở trên phạm vi cả nước. Thì cũng là cái dịp vừa để khẳng định cái vị trí vai trò của công tác mặt trận, cũng là cái dịp mà chúng ta để khẳng định rằng chúng ta khẳng định cái phát huy dân chủ, khẳng định cái sức mạnh của cộng đồng, tôn trọng cái sức mạnh của cộng đồng và vai trò của người dân. Cũng là cái dịp mà để những người dân trong từng khu dân cư, từng tổ dân phố hiểu nhau, đoàn kết với nhau nhiều hơn. Tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư, động viên các hộ vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố biểu dương khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích trong cộng đồng dân cư, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.